Và còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Chị Xuân Anh, cả ngày hôm nay trời đã rất là oi nóng khó chịu rồi. Không biết là chiều tối nay rồi đêm nay có mưa gió gì không? Vâng, theo dự báo thì chúng ta sẽ có những cơn mưa dông trong tối nay và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên thì diện mưa và lượng mưa ở vùng núi và vùng đồng bằng thì lại khác hẳn nhau anh Dương ạ. Anh Dương và quý vị khán giả có thể quan sát trên ảnh mây vệ tinh vào lúc này để thấy là những vùng mây dông phát triển đậm đặc và gây mưa, tức là những vùng màu cam và đỏ đậm thì tập trung tại khu vực như là Quảng Ninh, Lạng Sơn hay là tại Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái và Sơn La. Còn lại các khu vực khác tuy cũng có mây nhưng mà độ phản hồi lại khá nhẹ, cho thấy rằng là mây không mạnh và chưa có mưa được. Dự báo là trong tối và đêm nay thì mưa vẫn sẽ tập trung chủ yếu là ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ là chính. Một số nơi nằm trong vùng màu xanh đậm này tương ứng là sẽ có mưa lượng khá, lên tới khoảng là 50mm. Tại đây thì cũng là những nơi có nguy cơ cao xuất hiện về gió giật, sấm sét. Đồng thời thì ở khu vực vùng núi lại còn cần phải đề phòng với lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra cục bộ. Còn lại các nơi khác, trong đó có cả thủ đô Hà Nội thì có chăng mưa cũng chỉ xảy ra thoáng qua ở khu vực phía Bắc và trung tâm thành phố. Lượng cũng không lớn và sẽ rất nhanh. Đến trưa và chiều mai thì Bắc Bộ sẽ lại nắng nhiều và cảm giác nóng bức trở lại. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và nhiều nơi khác sẽ tăng lên ở mức là 35 cho tới 37 độ. Kèm với đó là độ ẩm sau mưa từ 58% trở lên nên là cảm giác sẽ khá là oi bức và khó chịu. Chỉ ít nơi của miền Bắc như là tại Điện Biên Phủ và Sơn La cảm giác sẽ dễ chịu 30-31 độ. Và cuối cùng thì sẽ là phần thông tin dự báo thời tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Đà Lạt dự báo là đêm nay không mưa, trời rét 17 độ. Sang đến đầu giờ chiều ngày mai thì trời sẽ có nắng nhiều, 25 độ. Chiều tối lại có thể có mưa dông. Cần Thơ đêm nay không khí khô ráo và dịu mát, 26 độ. Sáng đến chiều mai nắng nóng, 35 độ. Về chiều tối mưa vài nơi nhưng vẫn cần phải đề phòng với lốc, sét, gió giật. Thành phố Hồ Chí Minh cũng tương tự, đêm nay dự báo mưa vài nơi và khá mát, 27 độ. Đến chiều tối mai thì lưu ý mưa dông lại quay trở lại, còn từ sáng đến trưa vẫn sẽ nắng nóng, 35 độ.